Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về tiểu sử Kian Nguyễn, chân dung stylist có phát ngôn xúc phạm người lao động. Mới đây trên mạng xã hội của Kian Nguyễn đã gây ra phẫn nộ bởi những phát ngôn xem thường người lao động. Trên story của mình, anh chàng này đã dùng nhiều từ ngữ nặng về. Kian Nguyễn là ai? Tên thật: Nguyễn Tuấn Kiệt. Sinh năm 1990. Nghề nghiệp: stylist. Kian Nguyễn được đánh giá là một stylist trẻ tài năng, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Bùi Anh Tuấn, Hoàng Thùy Linh, Dinh Lê, Sĩ Thanh, Ngọc Trinh, Nhã Phương, Châu Bùi. Trước khi đến với nghề stylist, Kian còn từng là một người mẫu ảnh. Phát ngôn gây bức xúc của Kian trên mạng xã hội. Trong story của mình, Kian Nguyễn đã nêu ra quan điểm về thời trang, nhưng lại sử dụng khá nhiều từ ngữ nặng nề, xúc phạm đến người khác. Cụ thể, anh viết, một điều chán nản nhất ở Việt Nam là người lao động nhìn dắt lao động. Chân tay cứ nhấp nhát, quần áo toài hoài bê bối. Đau nhất thiết nghèo thì phải nhách nhỉ. Không hiểu vì lý do gì, anh chàng stylist này lại có những từ ngữ nặng nề như vậy. Story này nhận về không ít chỉ trích, phẫn nộ của nhiều người. Nhiều người cho rằng anh đang có thái độ khinh thường, miệt thị người lao động ở Việt Nam. Khi biết mình bị ném đá, chỉ trích trên nhiều diễn đàn, anh chàng đã chính thức xin lỗi trên Facebook cá nhân của mình rằng vì gặp phải nhiều áp lực trong công việc, nên mình đã có phát ngôn không đúng và thiếu suy nghĩ về người lao động. Tôi xin đưa ra lời xin lỗi với phát ngôn của mình và xin phép không đưa ra đính chính gì về vấn đề này vì bản thân mình đã nhận thấy lỗi sai từ chính bản thân. Cảm ơn và xin lỗi mọi người vì những lời nói không hay. Sau đó, Kian Nguyễn đã đăng tải hình ảnh chụp màn hình đoạn chat của mình và một netizen. Cả hai thẳng thắn trao đổi về phát ngôn thiếu suy nghĩ của chàng stylist này. Tuy nhiên, sau đó anh chàng đã ẩn dầm trạng thái này. Hiện tại, Facebook lẫn Instagram của Kian Nguyễn đều đã khóa bình luận, không để người lạ comment trên trang cá nhân của mình. Con đường sự nghiệp của Kian Nguyễn. Trước khi đến với nghề stylist, Kian từng là một người mẫu ảnh. Công việc người mẫu ảnh giúp Kian có mối quan hệ rộng hơn, quen biết với nhiều người làm trong lĩnh vực thời trang. Vốn là người hay giúp đỡ người khác, khi chứng kiến một số stylist có thái độ không tôn trọng người mẫu, Kian đã quyết tâm phấn đấu để trở thành một stylist. Anh tự nhủ, khi đã là một stylist, bản thân cần phải hành xử sao cho mọi người nể và quý. Và sau một thời gian làm công việc này, anh chàng lại càng cảm thấy đam mê và muốn gắn bó lâu dài với công việc này. Sau 6 năm gắn bó với công việc stylist, Kian cảm thấy vừa mừng, vừa sợ hãi. Anh chàng nhớ lại thời gian phải làm thực tập sinh trong vòng 6 tháng cho một công ty giải trí, trong khi chỉ nhận được phần thù lao duy nhất là học hỏi. Nhưng Kian luôn cảm thấy những vất vả anh phải bỏ ra đều đáng vì anh đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm và được thể hiện bản thân. Ngoài ra, anh cũng có được nhiều mối quan hệ từ công việc này. Kian cảm thấy áp lực nhất là mình bị bão hòa sự sáng tạo. Điều này khiến anh chàng cảm thấy vô dụng và nhiều lúc muốn buông bỏ. Nhưng rồi lại lấy lại nhiệt huyết, lại tiếp tục phấn đấu. Anh chàng cố gắng học hỏi thật nhiều kinh nghiệm, chịu khó động não để làm mới bản thân. Đó là cách Kian đã vượt nổi sợ hãi, bão hòa sáng tạo. Làm trong ngành thời trang, ai cũng không tránh khỏi những sự cố ngoài ý muốn. Kian cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Nhưng khi còn cơ hội là khi anh chàng còn cố gắng sửa chữa bằng được để đến giây cuối cùng bản thân không phải hối hận. Dù không sửa được, nhưng bản thân đã rút ra được kinh nghiệm để lần sau hạn chế tối đa sự cố đó. Theo Kian cho biết, sự cố mà một stylist hay gặp nhất là bồi thường trang phục. Mỗi lần như vậy, anh không muốn đôi co với bên thương hiệu mà chỉ vui vẻ nhận lỗi và xin được giải quyết trong ôn hòa. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.